Hello anh em, thì bữa nay mình có một cái phiếu mãi khi mà anh em mua combo bất kỳ dòng cá nào ở bên trại mình thì mình sẽ đều tặng kèm thêm một cặp nha anh em và đặc biệt nữa là cái giá tiền của mình nó không thay đổi ha và kèm theo đó là những cái áp dụng cũng như là đơn từ 500k trở lên thì bên mình sẽ miễn phí ship cho anh em ha còn đơn nào mà từ 200k, từ 200k mà cho tới 500k thì phí ship sẽ là 40k cho một đơn nha anh em đó rồi đây là một cái dòng cá đầu tiên ở bên chạy của mình lúc nào cũng có hàng để cung cấp cho anh em là full gon ghi bông full option. Hàng này là hàng tỷ nha anh em và đặc biệt trong một cái full gon ở bên mình á thì nó sẽ full cái vảy đầu lên tới mỏ nha anh em. Anh em thấy cái vảy lên rất là dày ha. Thì cái hàng này mình đi cho anh em là 180k một cặp vẫn là với cái giá cũ khi mà anh em mua combo 3 cặp á thì sẽ là 500k và mình tặng kèm thêm cho anh em một cặp ha. Và đó và theo đó là miễn phí ship nha anh em. Đó. Rồi tiếp tục là coi cách ai ghi bông hàng này là hàng nhú tai nha anh em Anh em lưu ý giúp mình ha Hàng này là hàng nhú tai ha Có con nó lên full một tay bơi và nó có à, Có con nó full cái lưng và có con nó full nó nhú hai tay đều với nhau ha Thì cái này mình còn năm cặp như clip trong trong cái hoạt này mình quay cho anh em xem Thì cái này mình đi một lần cho anh em luôn là 300k nha anh em Đó Xây cá thì nó à, từ 2 tháng 20 tới 3 tháng ha Đó Cá này chưa đẻ lứa nào hết nha anh em rồi sẵn đây thì mình sẽ nói với cái cách thức giao dịch khi mà anh em mua đơn hàng ở bên mình á Thì anh em chụp cái màn hình lại anh em gửi qua Zalo cho mình Bằng số điện thoại cho nó phải màn hình ha Hoặc là anh em gọi trực tiếp cho mình thì mình sẽ hỗ trợ và chốt đơn cho anh em Ở đây thì mình sẽ ship toàn quốc nha anh em Và anh em được quyền kiểm tra cá của mình trước khi thanh toán cho shipper ha Mình sẽ hỗ trợ hỗ trợ ship code cho anh em Đó rồi đây là dòng cá Blue Tobat BDS Pixel nha anh em Hàng quay to đua to ha Cái này thì mình đi cho anh em là 120k một cặp còn anh em mất combo 4 cặp á thì sẽ là 400k và mình sẽ tặng kèm thêm cho anh em một cặp ha. Đối với những cái dòng cá mà uh, blue tobias như như thế này á thì anh em nuôi nên nuôi trên một cái nền hồ kính. Thì thì anh em sẽ thấy được cái vẻ đẹp của nó toàn diện ha. Đó. Thì ở đây là mình show trên một cái hồ kính bằng nền đen nha anh em trong một cái hồ form của mình ha. Và anh em thấy nàng Actame rất là lanh ha, nhìn rất là chiêu nha anh em. Rồi tiếp tục đó là dòng uh, Dumbo Getel sọt body. Thì cái này thì mình cũng còn có 5 cặp như clip anh em Anh em thấy nó rất là ngắn ha Đó, super short nha anh em Nhìn từ trên xuống nó cực kỳ là ngắn luôn Thì uh, nếu mà anh em bắt lẻ thì vẫn là cái giá cũ là 120k một cặp Thì mình còn 5 cặp như clip nè Anh em nào mà bắt hết luôn á Thì mình để cho anh em là 350k ha Cái như clip mình show cho anh em xem nha Và kèm theo đó là 40k trên một đơn phí ship nha anh em Đó còn anh em nào mà bắt gom combo lại cũng như là từ 500k trở lên á thì bên mình sẽ miễn phí ship cho anh em ha đó. rồi hoặc là anh em uh, mua nhiều combo ở bên mình thì mỗi dòng anh em mua, mua một combo á hoặc là một cặp hay sao á thì mình nếu mà anh em mua nhiều á thì mình sẽ hỗ trợ giá cho anh em chơi ha còn anh em nào mà uh, muốn gom đơn lại cũng như là mình có là hơn 10 dòng cá nhưng mà anh em mỗi dòng mỗi dòng anh em mua một cặp thì mình vẫn tính giá combo cho anh em ha đó. Rồi tiếp tục là dòng AB full gold gen nha anh em Hàng này là hàng gen ha Tại vì hàng ghi bông full up thì mình hôm bữa mình đi hết rồi Nên là mình còn hàng gen này không mà Nên là mình bán hàng gen này cho anh em là 50k trên một cặp ha Còn anh em nào lấy combo 5 cặp á Thì sẽ là 200k Thì vẫn là cái giá cũ thôi anh em Nhưng mà đợt này mình khuyến mãi cho anh em là Tặng kèm thêm cho anh em mỗi dòng một cặp ha Đó rồi tiếp tục là dòng gồng đỏ h môn BDS nha anh em. Hàng này là hàng đuôi tia ha và body lực. Hàng này là vây to, đuôi to và đuôi tia body lực ha lên vẫy gồng. Đó dành cho anh em nào mà thích nuôi phong thủy cũng như là mạnh như gồng á anh em. Thì anh em có thể nuôi những cái dòng cá này ha. Cái dòng này thì anh em nuôi trên hồ kính á và anh em nhìn ngang như của mình quay á thì anh em sẽ thấy được toàn diện của con cá bé màu của mình nó đang bơi trong nước và nó cái vẻ đẹp của nó đẩy lên cao ha. Thì cái hàng này mình mà vẫn bán với cái giá cũ anh em là 150k một cặp mà anh em bắt combo 5 cặp á, thì sẽ là 650k thì do là cái này cũng là hàng tiễn anh em nên là mình bán combo nó cũng hỗ trợ giá cho anh em chơi ha nhưng mà mình vẫn tặng kèm thêm cho anh em một cặp nữa đó rồi tiếp tục là AB full platinum là nó full 7 kim tiếng trên thân ấy, anh em ở đây thì mình quay cái trống cho anh em xem ha cái này anh em chơi chưa? chơi xe wheel cũng được hoặc là anh em chơi top wheel cũng được ha Top wheel thì anh em có thể thả trên những cái khay nhựa là những cái chậu xi măng chậu kiển đó, anh em hoặc là anh em chơi trên thùng sáp cũng được nha ở chạy của mình á, thì mình nuôi không có oxy nên là anh em về á, anh em mua về á, thì cái việc mà thần cá thì nó rất là đơn giản nha anh em đó tại vì chạy mình nuôi không có oxy nên là nó gặp cái môi trường không oxy thì nó rất là dễ thần rồi tiếp tục là dòng HP Yellow ha. HP Zalo này hiện tại bên chợ mình còn cũng số lượng khá là nhiều anh em, tầm 5 70 cặp để cung cấp cho anh em ha. Thì hàng này là hàng à, nửa thăng đen và cái đuôi nó sẽ là một cái màu vàng dành cho anh em nào mà thích chơi thăng đen và đuôi màu vàng như thế này ha thì cái này mình vẫn bán với giá cũ nha anh em là 50k một cặp còn anh em bắt combo 5 cặp á thì sẽ là 200k tặng kèm thêm cho anh em một cặp nữa ha À, do là đợt hổm giờ mình tặng cám của anh, tặng cám cho anh em cũng cũng nhiều cũng khá là nhiều rồi nên là đợt này mình sẽ chuyển qua tặng cá cho anh em mình à, chơi ha thì hiện tại là cái kênh của mình nó cũng được sáu ngàn bốn ngàn sáu người đăng ký cho anh em khi mà đạt được cục mốc năm ngàn người đăng ký thì mình sẽ làm cái mini game à, tặng cá cho anh em chơi ha còn anh em mà thích à, chơi mini, mini game à, À, những cái dòng cá nào ở bên mình á thì anh em cứ việc comment ở dưới ha rồi mình sẽ làm theo yêu cầu của anh em luôn đó rồi tiếp tục là blue tặc răng thì cái hàng này mình bán cho anh em là combo 6 cặp 150k đợt này mình tặng thêm cho anh em một cặp nữa là anh là, là anh em được 7 cặp anh em lưu ý giúp mình ha ở đây thì mình sẽ xếp đơn từ 200k trở lên nha anh em đó phí ship thì sẽ là 40k trên một đơn ha còn anh em nào mà bắt đơn từ 500k trở lên á thì bên mình sẽ hỗ trợ miễn phí ship cho anh em ha đó. À, cái thùng thì ở bên mình mình không có tính nha anh em mình chỉ tính tiền cá thôi rồi đây là cái uh, da beo nha anh em à, gia, lau kiến da beo mini ha cái này là xây mini xây có ba xăng à ba xăng thì cái này mình đi là mười k một con nha anh em tại vì hiện tại thì mình cũng uh, lên được ba bốn trăm con á nên là anh em nào mà muốn uh, mua những cái dòng cá da beo mini này về để dọn hồ cho những cái bể cái bể cá của mình á Vậy anh em có thể bắt những cái xây cá này ha đó rồi tiếp tục là một cái dòng cá chơi thủy sinh là beta thủy sinh nha anh em beta thủy sinh này thì mình sẽ đi theo combo là 30 con combo 30 con đủ màu như trong clip mình quay cho anh em xem ha thì 30 con này sẽ là 150k nha anh em đó thì tính ra thì nó có 5k cho một con à đó. khá là chất lượng nha anh em rồi, đây cũng là một cái dòng cá cuối cùng trong một cái clip ngày hôm nay à. cảm ơn tất cả anh chị em mình đã theo dõi video của mình chúc tất cả anh chị em mình nuôi cá thành công nha.